mất tiền oan vài triệu đồng cũng vì cái mô bin sườn này anh em nhé. Nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay mình làm video để chia sẻ đến cho anh em cái cách phân biệt mô bin sườn nào là mô bin sườn của xe phun xăng điện tử, mô bin sườn nào là mô bin sườn của xe chế cơ, xe thông thường anh em nhé. Vì cái video này nó rất chi là nhạy cảm. Một số các anh em thợ yếu tay nghề đã phải trả tiền oan vài triệu đồng, mất tiền oan vài triệu đồng cũng vì cái mô bin sườn này anh em nhé. Nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em. Anh em nào là thợ sửa xe máy thì anh em nên xem hết video. Như các anh em cũng đã biết rồi, một số những anh em xem kênh của mình lâu rồi thì anh em thấy cái video này bình thường. Còn những anh em nào mà chưa xem cái kênh của mình, hoặc là chưa xem những cái video mà chưa hiểu về cái mô bin phun xăng điện tử thì anh em xem hết cái video của mình anh em nhé. Như vậy là vì sao từ đầu video tôi đã nói là cái video này rất nhạy cảm và nhiều anh em thợ là mất tiền oan vì cái mô bin sườn này, thì mình xin chia sẻ đến anh em như sau. Nếu như mà xe phun xăng điện tử anh em mà lắp mô bin sườn của những dòng xe chế cơ vào thì anh em đề máy một cái, đi nổ máy đây một cái là chết đi xe luôn anh em nhé. Mình xin nhắc lại, nếu như mô bin sườn của xe chế cơ mà anh em lắp vào xe phun xăng điện tử thì là sẽ làm chết IC ngay lập tức anh em nhá. Còn nếu như mô bin sườn của xe phun xăng điện tử mà anh em lắp vào chế cơ thì chạy bình thường anh em nhá. Đấy, có nghĩa là những cái dòng xe chế cơ thì nó không kén mô bin sườn nào cũng chạy được. Còn những dòng xe phun xăng điện tử thì anh em phải lắp đúng cái mô bin sườn của xe phun xăng điện tử vào, và mô bin sườn đó chất lượng nó còn tốt thì cái con IC của mình nó bị không chết. Còn nếu như mà anh em lắp không đúng thì là nó sẽ chết. Nếu như xe phun xăng điện tử mà anh em lấy mô bin sườn của xe thường anh em lắp vào là sẽ chết luôn cái mạch đánh lửa anh em nhá. Đấy, thì để mà kiểm tra được mô bin sườn trên màn hình của anh em đây là tôi có hai con mô bin sườn, một con của phun xăng điện tử và một con của dòng xe chế cơ bình thường. Thì để làm sao mà phân biệt được mô bin sườn nào là mô bin sườn xe phun xăng điện tử, mô bin sườn nào là mô bin sườn của xe thường, thì anh em phải bắt buộc là anh em phải có đồng hồ vận năng anh em nhá. Đấy, thì mình cũng chia sẻ luôn, anh em muốn phân biệt được là phải có đồng hồ vận năng. Cái đồng hồ vận năng này thì nó đo nhiều thứ lắm anh em, đo điện, đo ôm, đo thông mạch, đo nhiều thứ, vạn năng, có nghĩa là rất nhiều chức năng. Và nếu mà muốn phân biệt được anh em cần phải có đồng hồ anh em nhá. Như vậy tôi để trong đồng hồ xem bên này. Đồng hồ thì anh em muốn kiểm tra được mô bin sườn là anh em phải bật về thang đo cho tôi là 200 ohm anh em nhá, 200 ohm, ok. 200 ohm. Và anh em để ý này, cái mô bin sườn dây dài này là xe chế cơ, còn cái mô bin sườn này là mô bin sườn ngắn này là xe phun xăng điện tử. Thì nếu như đây là tôi biết rồi thì tôi nói cho anh em thì anh em biết, còn nếu như anh em chưa biết được nó, chưa biết được là của xe gì thì anh em sẽ dùng đồng hồ vận năng anh em đo. Thì đồng hồ anh em sẽ bật về trong đo cho tôi là 200 ohm và anh em sẽ đo vào một que, thì một que đồng hồ thì em phải cho vào mát, còn một que đồng hồ thì anh em sẽ đo vào chân âm hoặc chân dương. Như cái dòng xe này thì cho vào chân dương anh em nhá, tôi xin lỗi, cho vào chân dương. Thì bây giờ tôi sẽ đo cái mô bin sườn của xe chế cơ trước. Thì anh em khi mà anh em đo mô bin sườn của xe chế cơ thì dòng chế cơ này thì nó có một trục cắm này, một giác cắm này, và cái thân của nó là mát. Còn nếu những cái mô bin sườn nào mà nó có hai chân như thế này thì anh em sẽ cho cả hai que đồng hồ vào hai chân. Còn đây thì tôi sẽ có một chân thì một que đồng hồ tôi sẽ cho vào một chân, còn một que đồng hồ tôi sẽ cho vào chính cái mát, một cái thân của cái mô bin sườn anh em nhá. Như vậy một que thì cho vào một chân, còn một que thì cho vào mát. Anh em nhìn thấy là một phẩy, đây từ từ tôi sẽ cầm chắc lại. Khi anh em đo thì anh em lưu đo thật chắc thì nó mới chuẩn anh em nhé. Đây, như vậy là anh em thấy là 0,5 ohm. Đây anh em nhé, 0,5 ohm có nghĩa là dưới một ohm rồi. Khi mà anh em đo anh em thấy là dưới một ohm, 0,4, 0,5 ohm thì anh em khẳng định là mô bin sườn này là của chế cơ, không lắp xe phun xăng điện tử được, lắp vào chết IC ngay anh em nhá. Rồi, tiếp tục tôi lại tiếp tục đo vào mô bin sườn của xe phun xăng điện tử thì nó có hai chân, thì anh em sẽ đo hai chân. Anh em lưu ý nhá, những dòng xe mà chế cơ
nó cũng có hai chân, anh em phải đo vào hai chân, tùy từng cái, từng loại mobil, mobil nào một chân thì anh em đo, hai chân anh em cũng phải đo, anh em nhé. Đây, thì cái này là xe phun xăng điện tử thì tôi sẽ đo vào hai chân của phun, gọi là quận sơ cấp, anh em nhé. Anh em nên đo quận sơ cấp, đây, thì tôi đang đo quận sơ cấp đây. Thì nếu như của phun xăng điện tử thì nó sẽ dao động từ 2,4 ohm đến 3 ohm, anh em nhé. Từ 2,4 ohm đến 3 ohm, bởi tôi chuẩn bị đo. Anh em đo là anh em nên ghim chắc, đừng có ghim lỏng nó báo không chính xác, anh em nhé. Đây, như vậy là anh em thấy là 2,6 ohm. Là anh em biết được là cái mô bên sườn này của xe phun xăng điện tử và chất lượng đang còn tốt. Còn nếu như mà mô bên sườn anh em tháo từ một chiếc xe phun xăng điện tử ra mà anh em đo cái số ohm nó sẽ ngoài cái giải từ 2,4 đến 3 ohm. Tôi lấy ra một ví dụ anh đo, anh em đo có 1,2 ohm thôi, hoặc là anh em đo tới 5 ohm cơ, thì nó cũng cái mô bên sườn đó cũng không xài được. Anh em phải thay ngay một bên sườn khác, không có là dẫn đến chết IC, anh em nhé. Đấy, mình xin nhắc lại này, một bên sườn của xe phun điện tử khi đo quận sơ cấp này là nó từ 2,4 ohm đến 3 ohm là một bên sườn sống. Nếu như không đạt ngoài giải có không phải mấy ohm thôi, hoặc nó vượt tới 4-5 ohm thì một bên sườn nó hỏng rồi, anh em bỏ vào nó chết IC, anh em nhé. Một số những anh em dòng xe phun xăng điện tử mà chẳng may mà bị chết mạch đánh lửa thì anh em phải đo ngay cái mô bên sườn này. Lỡ may mô bên sườn này nó là mô bên sườn của xe phun xăng điện tử nhưng mà chất lượng nó kém, cái ôm nó không đạt nữa, mà anh em chết mạch đánh lửa, anh em mua IC về, anh em cắm vào, anh em không thay mô bên sườn, anh em để máy một cái chết luôn IC. Đó là cái mất tiền oan của rất nhiều anh em thợ, anh em nhé. Hoặc một số anh em thợ chủ quan là cũng chưa va chạm nhiều, chưa có kiến thức về phun xăng điện tử, cứ thế muốn thử mô bên sườn xem bị hụt ga hoặc là mất lửa điện hoặc là như thế nào đó, anh em hụt ga hay là giật máy gì đó, anh em muốn thử mô bên sườn. Sẵn trong nhà có những mô bên sườn của xe chế cơ, mô bên sườn thường, anh em mang ra thử phát chết IC luôn, anh em phải đền con IC mất vài triệu bạc, nhất là những cái dòng xe SH, những cái dòng đó càng phun xăng điện tử dòng đời cao đã càng đắt tiền thì anh em sẽ trả giá, anh em phải đền IC cho họ, anh em nhé. Còn nếu như một chiếc xe mô bên sườn trên dòng xe phun xăng điện tử mà mất mạch đánh lửa, chết mạch đánh lửa thì anh em phải lấy đồng hồ vận năng ra để anh em đo ngay xem là cái mô bên sườn trên xe đó, cái ôm của nó còn được từ 2,4 đến 3 ôm không, anh em nhá. Nếu như không được thì anh em khẳng định rằng là cái mạch đánh lửa trên xe bị mất mạch lửa khi là do mô bên sườn, anh em nhá. Nên anh em khi mà anh em mua IC về anh em thử thì anh em phải mua luôn một con mô bên sườn mới chất lượng tốt, kể cả những cái con mới tinh, khi mà anh em muốn chắc ăn trước khi lắp vào, kể cả trong hộp Honda bóc ra thì anh em cũng cứ phải đo một cái cho nó chắc ăn, anh em nhé. Không có là nhiều, rất nhiều anh em mất tiền oan rồi, anh em vì nhà mình gặp rất nhiều anh em thợ là gọi về là những tình huống bị mất tiền oan như thế này rất chi là nhiều, nên là tôi quyết định làm cái video này để chia sẻ đến cho anh em cái cách phân biệt mô bin sườn nào là mô bin sườn của xe phun xăng điện tử, mô bin sườn nào là của chế cơ, để anh em biết được là anh em lắp cho nó chuẩn để anh em không bị mất tiền oan. Còn cái nguyên nhân chết vì sao mà mô bin sườn xe chế cơ bỏ vào mô bin sườn của xe phun xăng điện tử dẫn đến chết mô bin sườn của xe phun xăng điện tử, mà mô bin sườn của phun xăng điện tử lại bỏ vào chế cơ lại chạy bình thường. Như vậy thì anh em chờ cái video phần 2, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh em cái nguyên lý làm việc. Không có cái nguyên lý làm việc vẫn chia sẻ đến cho anh em một cái bài nó rất chi là dài, một cái bài nó rất chi là dài, nên là anh em tôi tiếp nối vào cái video này anh em sẽ không nhớ được, và cái thời gian thời lượng xem video của anh em nó rất chi là lâu. Đây là đấy, tôi sẽ vừa hướng dẫn cho anh em là anh em nên lưu ý nha, là đo cái này là đo quận sơ cấp, đo quận sơ cấp. Còn một số các anh em á là có đo quận thứ cấp là như thế nào, đo quận thứ cấp thì anh em sẽ bật cho tôi là thằng đo 220k. Thứ cấp thì anh em sẽ đo một đầu lại với một chân của mô bin sườn và một đầu vào cái dây cao áp như thế này. Thì đây là anh em đo quận thứ cấp. Cái quận thứ cấp này nó không quan trọng anh em. Quận thứ cấp này nếu như không có ôm hoặc là có ôm thì nó chỉ dẫn đến là xe bị mất lửa hoặc là xe tia lửa điện yếu hoặc là xe không đổ được máy thôi. Nó không có liên quan gì đến chết IC, kể cả cái số ôm. Đây quận thứ cấp đây. Tôi đang đo quận thứ cấp này. Một chân vào, một chân của mô bin sườn và một đầu là đồng hồ tôi đo vào dây cao áp. Thì khi mà anh em đo nó có ôm hay nó không có ôm thì nó dẫn đến xe anh em không nổ được máy hoặc mất lửa hoặc là xe nổ không ngọt, lửa tiền lửa điện yếu thôi, nó không liên quan gì đến là chết IC. Nên cái phần này tôi không chia sẻ anh em nhé. Đây, kể cả những cái dòng xe những cái mô bên sườn của chế cơ thì nó cái quận thứ cấp của nó
cũng phải có ôm, bất cứ cái nào có ôm thì nó mới có lửa anh em nhé, có ôm thì nó mới sản sinh ra lửa điện được. Đấy, nó cũng có thôi. Xe của chiếc cơ thể nó thấp hơn xe phụ xăng điện tử, nó có thôi, nó không quan trọng. Có hay không nó không quan trọng. Nó không quan trọng đến chiếc IC, nhưng còn trên xe vận hành thì nó vẫn phải quan trọng. Nếu không có ôm một quận thứ cấp thì nó sẽ không nổ được máy, từ đấy điện yếu. Anh em nhá. Còn quận sơ cấp là phải quan trọng lắm anh em. Sơ cấp nó không là đấy, anh em thấy dưới một ôm là khẳng định là xe chiếc cơ. Nếu mà từ 2 ôm đến 3 ôm là xe phun xăng điện tử, cụ thể là mô biên sườn này là 2,7 ohm, như vậy là cái mô biên sườn này đang tốt, là đúng mô biên sườn của xe phun xăng điện tử. Còn nếu như cái nào anh em tháo thì trên xe xuống anh em đo mà nó không được ôm như thế này thì anh em phải nghi ngờ, nếu mất lửa thì anh em nên đi mua IC mới đi, và đồng thời là thay luôn cái con mô biên sườn này đi khi thấy mô biên sườn trên xe mà xuống đo được có không phải mấy ohm thôi, hoặc là 4-5 ohm thì anh em cần lưu ý nhá anh em nhá. Đấy, thì video hôm nay thì mình cũng có chia sẻ đến cho anh em như vậy, và mình cũng có chia sẻ luôn là nhà mình cung cấp cái đồng hồ UT33D+, đồng hồ nhà mình đồng hồ là đồng hồ hàng chính hãng, nhà mình không bán hàng nhái. Trên thị trường thì nó có một loại đồng hồ nhái thì nó chỉ có hơn 200.000 thôi, nhưng đồng hồ nhái nó sẽ không xài được. Đồng hồ vận năng thì nó rất nhiều loại, có vài loại vài chục ngàn, loại hơn 100.000, loại vài trăm ngàn và loại hơn triệu, loại mấy chục triệu anh em nhé. Nhưng mà đối với những lĩnh vực sửa chữa xe máy như anh em mình thì anh em nên sắm cái đồng hồ vài trăm nghìn thôi, đó là xài tốt lắm rồi, nó đỡ lãng phí tiền của anh em nhé. Thì nhà mình có cung cấp cái đồng hồ UT33D+, đồng hồ này nó nhỏ gọn thôi nhưng mà xài nó rất là hay, nó đo ôm từ lúc giờ tôi đang hướng dẫn anh em đo ôm hoặc là đo điện ắc quy đây anh em này. Tiếp tục chia sẻ lên cho anh em này. Đây tôi muốn đo cái bình ắc quy này 12V này, đúng anh em? Rồi đây anh em thấy là có 12V anh em nhé. Đây, 12V này, đồng hồ nó đang bị ánh sáng hơi lóa anh em nhé. Đấy, 12V, hoặc 12V anh em nhé. Anh em đo điện bình ắc quy, hoặc là anh em có thể đo được cả là kim phun. Ví dụ như kim phun anh em, kim phun từ 9 đến 14 ohm thôi thì đo xem anh em nhé. Cơ kim phun này còn sống không? Từ 9 đến 14 ohm anh em ạ. Anh em thấy là 12 ohm anh em nhé. 12 ohm này. Đấy, 13 ohm, 12 ohm nó dao động như vậy. Ok. Đấy, thì hoặc là tôi có thể là tôi đo cái con nhiệt độ động cơ này xem nó bao nhiêu ohm. Chắc là nếu mà trời mà nhiệt độ động cơ này mà không làm việc thì cái ohm của nó chắc phải tầm 1000 mấy chục ohm đấy anh em ạ. Đấy, anh em thấy là 1500 ohm. Đấy, anh em đo, hoặc là anh em đo thông mạch. Khi anh em nghi ngờ một cái đoạn dây bị đứt, anh em đo bằng hai đoạn dây. Anh em nghi ngờ cái đoạn dây bị đứt mà anh em bật về thang đo thông mạch anh em nhá. Và anh em nếu mà thấy đồng hồ kêu là cái đoạn dây nó không bị đứt, ví dụ như thế này đấy, còn nếu như anh em chạm vào hai cái đoạn dây mà không bị đứt là cái đoạn dây nó bị đứt rồi, gọi là đo thông mạch. Đấy, cái đồng hồ trong bây giờ thì cái lĩnh vực sửa chữa xe máy thì phải có đồng hồ vận năng đo nó mới chuẩn anh em nhé, dòng phun xăng điện tử. Mỗi lần mà anh em điện đến để cần mình hỗ trợ về kỹ thuật thì lúc đó về hệ thống điện, hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống điện trợ giúp cho anh em từ xa, mà mình hỏi anh em có đồng hồ vận năng không, anh em bảo không có đồng hồ vận năng thì mình cũng chịu anh em nhé, mình cũng hỗ trợ anh em được, phải có đồng hồ vận năng đo kiểm thì mình hỗ trợ đến cho anh em được. Đấy, thì video hôm nay thì mình chia sẻ đến cho anh em có vấn đề về mô biên sườn anh em thay cho nó đúng, còn nguyên nhân chết vì sao nó chết thì video hôm sau. Anh em nào cần mua đồng hồ thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp đồng hồ UT33D+ bảo hành 1 năm anh em nhé. Video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, là sau mình ra những video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.